mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân. Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong tỉnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Tại thành phố Bạc Liêu, số ca mắc COVID-19 và những trường hợp có liên quan những ngày qua tăng cao, cộng với số công dân từ các vùng dịch trở về quê ngày càng nhiều đã tạo áp lực rất lớn cho các cơ sở cách ly y tế tập trung của tỉnh. Trước tình hình trên, để đảm bảo cơ sở vật chất hậu cần, các chế độ ăn ở cho người dân khi cách ly, các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây đã phải làm việc không ngơi nghỉ với quyết tâm chăm sóc, bảo vệ tốt sức khỏe cho nhân dân. Hơn 5 tháng kể từ khi làn sóng COVID-19 lần thứ tư bùng phát, cũng như nhiều địa phương khác, các cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng quân đội, công an, y tế và rất nhiều lực lượng khác của tỉnh đã phải căng mình ngày đêm chiến đấu với giặc COVID-19. Nhất là sau khi địa bàn thành phố Bạc Liêu xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng, kéo theo số lượng người phải cách ly tập trung tăng lên từng ngày, khiến công việc của các cán bộ chiến sĩ tại các cơ sở cách ly càng thêm vất vả, nguy hiểm hơn. Với tinh thần vì nhân dân quên mình, những ngày qua, cán bộ chiến sĩ và nhân viên làm nhiệm vụ ở các khu cách ly tập trung đã nỗ lực vượt qua những trở ngại khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khu cách ly tập trung ký túc xá sinh viên tỉnh ở phường 1 thành phố Bạc Liêu do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm nhiệm. Đây là nơi tiếp nhận cách ly công dân Việt Nam từ các nước trở về. Những công dân về từ thành phố Hồ Chí Minh và các ca F1 có liên quan đến ca nhiễm tại thành phố Bạc Liêu. Những ngày qua, để đảm bảo cung cấp đầy đủ 3 bữa ăn mỗi ngày, mỗi bữa 1.000 suất phục vụ cho số công dân đang cách ly tại địa bàn thành phố, các cán bộ chiến sĩ và dân quân nơi đây luôn tất bật với công việc. Thì để bảo đảm đúng đủ tiêu chuẩn, định lượng trong từng khẩu phần ăn cho bà con và các lực lượng làm nhiệm vụ, chúng tôi chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm khai thác lương thực thực phẩm từ các cơ sở và của người dân trên địa bàn thành phố Bạc Liêu cũng như các huyện thị lân cận. Thì để bảo đảm tốt cho công tác, thì chúng tôi đã nghiên cứu lựa chọn những cái lương thực thực phẩm phù hợp nhằm bảo đảm đúng đủ tiêu chuẩn khẩu phần cho bà con để bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của ngành y tế trong quá trình chế biến cũng như là đi phân phát khẩu phần ăn cho bà con ở các cơ sở. Thì chúng tôi cũng quán triệt phổ biến cho anh em bảo đảm được quy định 5K theo quy định của ngành y tế cũng như các quy định của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh về quy tắc cũng như các cái quy định về cái phòng chống dịch trong khu phong tỏa cũng như là khu cách ly tập trung. Đối với cán bộ nhân viên tại cơ sở cách ly của tỉnh Bạc Liêu, trong mỗi công việc đều phải đặt hết tình cảm, trách nhiệm và sự cẩn trọng lên hàng đầu. Để đảm bảo cung cấp hơn 1.000 suất ăn mỗi bữa ở bếp ăn giả chiến này, với các món ăn đa dạng, đủ dưỡng chất cho các công dân đang cách ly tại đây, các chiến sĩ, nhân viên phải bắt đầu công việc vào lúc 4 giờ sáng hàng ngày và thường kết thúc mọi việc vào lúc đêm muộn. Và câu chuyện thức khuya dậy sớm đã thành thói quen của các nhân viên nấu ăn từ nhiều tuần nay. Thời gian phục vụ thì cơ bản anh em phục vụ từ 1 giờ 45 phút buổi sáng là chúng ta anh em đã chuẩn bị thức, đồng chí chuẩn bị thức chuẩn bị cho buổi sáng. Khi buổi sáng xong thì tiến hành sơ chế bảo đảm ăn cho buổi trưa và buổi chiều. Nói chung công việc cũng là rất là vất vả đối với đội ngũ phục vụ về cái khung thời gian. Đặc biệt là điều kiện ăn ở, sinh hoạt thì đối với đây là cái đơn vị cũng không phải là cơ bản mà giải chiến. Lượng công dân cách ly tập trung những ngày qua không ngừng tăng lên, dẫn đến số lượng suất ăn hàng ngày cũng tăng theo. Ngoài ra, không chỉ phục vụ suất ăn cho công dân ở khu cách ly, các chiến sĩ, nhân viên nơi đây còn phục vụ suất ăn cho lực lượng trực ở các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn thành phố, nên công việc càng vất vả và áp lực hơn. Dù gặp nhiều khó khăn, thế nhưng cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu vẫn luôn nỗ lực nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công việc mình đảm trách. Cũng như là hôm nay tôi vừa nấu, vừa quản lý khâu sơ chế, vừa lên chế biến, vừa qua là khâu chia họp cho công dân.
tôi cũng phải có trách nhiệm trong đó nữa. Nghĩ giống như ở nhà mình ăn thôi, chứ không có phân biệt là công nhân về cứ làm cho có, từ khâu sơ chế tới khâu chia cơm. Và nhắc nhở chị em, anh em là trong đây là chia cơm cũng phải có đầy đủ hết, không để sơ xuất. Quý vị và các bạn thân mến, nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất về nơi ăn nghỉ cho công dân khi phải cách ly y tế tại các khu cách ly trên địa bàn tỉnh, những ngày qua, Phòng Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ có tay nghề cao về cơ khí sản xuất, làm hàng ngàn chiếc giường sắt để phục vụ công dân ở các khu cách ly tập trung. Trước tình hình công dân Bạc Liêu sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận do dịch bệnh phải về quê liên tục tăng trong những ngày qua, để đủ điều kiện tiếp nhận số công dân từ ngoài tỉnh trở về phải cách ly tập trung theo quy định, tỉnh Bạc Liêu cũng đã thành lập thêm các khu cách ly tập trung, trong đó có khu cách ly trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Bạc Liêu với quy mô 400 giường, giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tiếp quản. Để đảm bảo đầy đủ các cơ sở vật chất thiết yếu, nơi ăn nghỉ, sinh hoạt tại các khu cách ly, sẵn sàng đón nhận số công dân lao động từ ngoài tỉnh trở về. Những ngày qua, cán bộ nhân viên trạm sửa chữa tổng hợp, Phòng Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khẩn trương thiết kế và lắp ráp thêm nhiều giường sắt để chuyển các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Tại trạm sửa chữa, cán bộ nhân viên tập trung hết sức lực, làm việc không nghỉ để kịp hoàn thành số lượng giường còn thiếu tại các khu cách ly. Dù làm việc liên tục với cường độ cao, điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, cả ngày tiếp xúc với sắt, thép, dụng cụ, hàn xì, khói bụi, vất vả. Tuy nhiên, với quyết tâm cao nhất, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, trạm sửa chữa đã khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành sớm nhất nhiệm vụ được giao. Sau khi mà được ban chủ nhiệm phòng cũng như là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao nhiệm vụ, thì gia công giường để phục vụ khu cách ly, thì trạm sửa chữa tổng hợp Phòng Kỹ thuật đã quán triệt cho tất cả các anh em để thực hiện nhiệm vụ, quán triệt các cái quy tắc an toàn. Thì tất cả cán bộ chiến sĩ trong trạm sửa chữa tổng hợp cũng như cái lực lượng tăng cường của các cái đơn vị đã thực hiện một cách là nghiêm túc và không ngại gian khổ khó khăn nắng mưa. Đối với cái nhiệm vụ này thì đây là một nhiệm vụ hết sức ý nghĩa để phục vụ cho công tác bảo đảm phòng chống dịch. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này thì cũng trạm sửa chữa tổng hợp cũng gặp một số cái khó khăn, như là trong quá trình gia công thì thời tiết nắng mưa, rồi cái quá trình gia công như là sơn là nó bị gián đoạn, và máy móc thì sử dụng trong cái khoảng thời gian rất là nhiều nên là hay thường xuyên hư hỏng. Qua những sự khó khăn đó thì bộ đối với sự quan tâm giúp đỡ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng như ban chủ nhiệm phòng, thì anh em đã vượt qua khó khăn, làm việc hết cái tinh thần trách nhiệm. Được sự tin tưởng của các lãnh đạo làm giường phục vụ cho khu cách ly, thì chúng em cũng làm là hết sức nhiệt tình và được sự động viên của anh em ở đây, tạo điều kiện cho tụi em làm. Và bản thân tôi là làm nhiệm vụ là hàng thờ đầu thanh giường. Đó là quy trình làm như vậy là cũng tiến hành là hết sức nhanh lẹ để phục vụ cho khu cách ly chúng tôi ra. Nếu mà sau này được cái sự mà được sự điều động của các cấp lãnh đạo đến làm giường để phục vụ phòng chống dịch thì tụi em xin tình nguyện đi nữa. Tại vì làm đây là cũng có việc hết sức ý nghĩa đối với nhân dân. Để hoàn thành số lượng 2.500 giường sắt giao cho các cơ sở cách ly, được biết thời gian qua, Phòng Kỹ thuật đã tham mưu điều động nhiều cán bộ chiến sĩ có tay nghề cơ khí cao cùng các nhân viên của trạm sửa chữa tổng hợp thực hiện các công việc sản xuất, lắp ráp giường. Với tinh thần làm việc hăng say của cán bộ chiến sĩ trạm sửa chữa tổng hợp, hiện đơn vị đã sản xuất xong được hơn 1.200 chiếc giường sắt giao cho các khu cách ly trong tỉnh. Những việc làm nhanh chóng, hiệu quả của cán bộ chiến sĩ sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân về cách ly, có nơi ngủ nghỉ, đảm bảo sức khỏe và góp phần không nhỏ trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Sau khi nhận nhiệm vụ về cái chuẩn bị cho công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Bạc Liêu, thì
Sau đó trực tiếp là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao nhiệm vụ cho phòng kỹ thuật chuẩn bị về cái cơ sở cũng như mua sắm trang thiết bị dụng cụ để chuẩn bị làm giường phục vụ cho công tác phòng chống Covid. Và đồng thời trên cơ sở đó, Bộ Chỉ huy tập trung điều động một số cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thường trực của các huyện, thị xã, thành phố và lực lượng dân quân thường trực của các huyện bổ sung hoàn chỉnh lực lượng chuẩn bị cho cái công tác phục vụ về cái sản xuất giường theo đúng quy trình, đúng kỹ thuật để phục vụ cho công tác. Đặc biệt là để đón tiếp bà con, tạo cái nơi ăn, chốn nghỉ, đảm bảo cho cái trật tự cũng như phục vụ tốt cho cái công tác phòng chống dịch tốt hơn trong thời gian tới. Trên cơ sở đó thì qua nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao thì nhận thấy đây là một cái trách nhiệm vô cùng khó khăn và nặng nề, vì trên cơ sở là anh em chưa có cái qua cái thực tiễn về cái sản xuất, nhưng mà quá trình nhận nhiệm vụ đã quán triệt từng cán bộ chiến sĩ nhận thức về cái vai trò trách nhiệm của mình trong công tác phục vụ. Trên cơ sở đó từng anh em ngồi bàn bạc trao đổi thống nhất về cái cơ sở và cái cách làm thực hiện làm thế nào đảm bảo đúng kỹ thuật tốt nhất để phục vụ cho công tác phòng chống dịch của tỉnh Bạc Liêu trong thời gian tới. Thì qua cái thời gian giao và nhận nhiệm vụ, trước mắt làm cho cái công tác phòng chống dịch phục vụ cho 2.500 giường cho các huyện, thị xã và thành phố. Đến thời điểm này thì cơ bản là đã hoàn tất trên dưới khoảng hơn 1.200 giường đã giao nộp về cho các đơn vị. Trong thời gian tới thì cái lực lượng tiếp tục là hoàn chỉnh 2.500 giường còn lại mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã giao cho đối với cái phòng kỹ thuật. Thì phải nói về cái đội ngũ thì tổ chức từ cái khâu kích cỡ cắt đảm bảo cho đúng cái quy trình sản xuất ra một cái giường, không để bị lỗi về cái quy trình kỹ thuật, cũng như trước mắt từ cái cắt kích cỡ đến cái khâu hàn và tiện và mài chà đánh bóng đến cái khâu hoàn chỉnh cuối cùng, đó là sơn hoàn chỉnh, chỉnh sửa thành ra một cái giường để đảm bảo cho đúng kỹ thuật và cái đảm bảo chất lượng trong quá trình nơi ăn chốn nghỉ của bà con. Không chỉ riêng các cán bộ chiến sĩ tại cơ sở cách ly, khu ký túc xá sinh viên đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch, mà trên khắp mọi miền đất nước, hình ảnh những người lính đã và đang cống hiến thầm lặng trong cuộc chiến chống dịch. Cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu không quản ngại khó khăn, vất vả, chủ động, tích cực, phục vụ tận tình, chu đáo, góp phần cùng cộng đồng bước đầu đẩy lùi dịch bệnh, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.